Thành viên của FD Software cho một năm 2019 thành công rực rỡ. Chúng ta đã hoàn thành kế hoạch và tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng trên 30%. Năm vừa rồi lần đầu tiên FSOP đã lọt vào Strategic Vendor của 3 công ty mà có quy mô 100 tỷ đô trở lên. 1. Airbus. 2. Ford. Toyota. Đây là một niềm tự hào vô bến mà chưa từng có trong lịch sử của các công ty ở Việt Nam. Thứ ba, một điểm world class nữa. Lần đầu tiên chúng ta bán được bán giấy mà được triệu đô. Acabot, chính xác. Chúng ta đã bán được license Acabot trị giá 6,5 triệu đô la Mỹ. Điểm này cũng rất là world class. Lần đầu tiên chúng ta có chương trình an cư lạc nghiệp là 500, hơn 500. Chính xác đến con số ngày hôm nay là 511 nhân viên của FSOP đã mua được nhà nhờ chính sách hỗ trợ. Rồi bước sang năm mới, tiếp tục thực hiện World Class. Chúng ta vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh trên 30%. Chúng ta đặt mục tiêu là sẽ ký 101 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 500.000 đô trở lên. Năm ngoái chúng ta nói về Mega Account, năm nay chúng ta nói về Mega Deal. World Class, công ty World Class là công ty phải có hợp đồng World Class.